Welcome to Eden Garden English. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Unit 3. Read. Who's in the tree? Out in the garden. Up in the tree. There are six red butterflies. Can you see? Out in the garden, up in the tree, there are five green lizards. Can you see? Out in the garden, up in the tree, there are four brown birds. Can you see? Okay, đây chính là ba cái đoạn thơ đầu tiên trong bài đọc Who's in the tree của chúng ta ngày hôm nay. Về cái đoạn đầu tiên đó là các em có thể để ý là cả ba đoạn này đều có hai câu đầu tiên giống nhau đúng không? Out in the garden, up in the tree, tức là hãy nhìn ra ngoài vườn ở trên cái cành, ở trên cái cây đúng không? Vậy thì ở đoạn thơ đầu tiên là có sáu chú bươm bướm màu đỏ. Ở đoạn thơ thứ hai thì là có năm chú thằn lằn màu xanh đúng không? Và ở đoạn thơ thứ ba là có bốn chú chim màu nâu. Và các em có thể để ý là số lượng của loài động vật sẽ giảm dần qua ba đoạn thơ đúng không? Đầu tiên sẽ là 6, sau đó là 5 và sau đó là 4. Như vậy, ở đoạn thơ thứ nhất, ở ngoài vườn và trên cây chúng ta có 6 chú bướm bướm màu đỏ. Ở đoạn thơ thứ hai cũng như vậy, nhưng mà chúng ta có nhìn thấy là 5 chú thằn lằn màu xanh. Tiếp tục, ở đoạn thơ thứ ba thì chúng ta sẽ nhìn thấy 4 chú chim màu nâu. Tiếp tục, 6, 5, 4, vậy thì chúng ta có thể hoàn toàn dự đoán được tiếp sẽ là 3, 2, 1. Chúng ta cùng thử xem nhé. Out in the garden, up in the tree, there are three purple cats. Can you see? Out in the garden, up in the tree, there are two yellow dogs. Can you see? Now there's a problem. Look at the tree. There are 20 animals. Can you see? Như vậy là chúng ta đã xong ba đoạn thơ tiếp theo rồi. Vẫn là ở hai đoạn thơ đầu tiên thì vẫn cứ là mở đầu out in the garden đúng không? Và đoạn thơ thứ tư của chúng ta thì sẽ là có ba chú mèo màu tím. Ở đoạn thơ thứ tư thì sẽ là hai chú chó màu vàng. Vậy thì tiếp theo bây giờ thì lại có một vấn đề này, hãy nhìn vào cái cành cây. Sorry các em, hãy nhìn vào cái cây có 20 con động vật. Vậy thì chúng ta cùng thử đoán xem nào. Có 6 con bươm bướm này, 5 con thằn lằn là 11 này, 4 con chim đúng không? Tiếp tục là 15 thêm 3 con mèo là 18 và 2 con chư dogs là 20 animals đúng không? Tiếp tục chúng ta cùng đến với đoạn thơ, một bài thơ khác. Roses are red. Các em có biết roses chính là hoa hồng đấy. Roses are red, spiders are black. Don't look now, but there's one
On your back. Ở đoạn thơ này thì nó có nghĩa là hoa hồng thì màu đỏ, chú loài nhện thì màu đen, và có một con nhện ở trên lưng của bạn. Tiếp tục với đoạn thơ tiếp theo nào, chúng ta cùng đi vào đến một bài thơ khác nhé. I like colors, tôi thích màu sắc. Ở bài thơ này chúng ta có bốn đoạn thơ, chúng ta cùng xem nhé. I like blue, I like the sky where birds fly high. I like yellow, I like the sun when we have fun. I like green, I like rocks, as still as rocks. I like black, I like the duck when foxes bark. Ở đoạn thơ đầu tiên thì tôi thích màu xanh, tôi thích bầu trời, nơi mà những chú chim bay. Ở đoạn thơ thứ hai, tôi thích màu vàng, tôi thích mặt trời và khi mà chúng tôi vui vẻ. Ở đoạn thơ thứ ba, tôi thích màu xanh lá cây, tôi thích loài ếch, cũng giống như là những khúc gỗ. Các em nhìn đến những khúc gỗ mà chú ếch đang ngồi ở trên những khúc gỗ ấy, logs. Và đoạn thơ thứ tư là tôi thích màu đen, tôi thích buổi tối bóng đêm và khi mà những chú sói đang hú lên. Ok, vậy là chúng ta đã đi được ba bài thơ, đó là Who's in the tree? Roses are red and I like colors. Bây giờ chúng ta cùng thử làm một vài câu hỏi để xem các em có thể nhớ được bao nhiêu nội dung của bài này nhé. Đầu tiên, ở giữa cột thứ nhất và cột thứ hai thì các em sẽ nối từ chỉ màu sắc với chính màu sắc đó. Và sau đó thì các em sẽ nối ở cột thứ hai với cột thứ ba là màu sắc của vật thể mà chúng ta đọc trong bài thơ ấy. Chúng ta cùng thử làm nhé. Số 2, từ red. Red chính là màu đỏ. Vậy thì chúng ta sẽ nối red. Tiếp theo, trong bài thơ có gì màu đỏ nhỉ? Chính là bài thơ thứ hai, Roses are red, và bài thơ thứ nhất thì six red butterflies, đúng không? Nhưng mà ở trong hình ảnh này thì chúng ta thấy roses. Từ số 3, green, màu xanh lá cây, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ nói green. Ở trong bài thì các em có nhìn, có nhớ loài vật nào mang màu xanh không nhỉ? Chính là frog, đúng không? Frog. Từ số 4, brown. Brown chính là màu nâu. Vậy thì chúng ta sẽ nối với màu nâu. Trong bài thơ thì các em có thấy nhắc đến loài động vật nào màu nâu không? Four brown birds, đúng không? Vậy thì brown chính là màu của chú chim. Từ cuối cùng, yellow. Yellow chính là màu vàng. Và yellow sun, đúng không? Ok, vậy là hôm chúng ta đã hoàn thành bài đọc ngày hôm nay rồi. Các em về nhà hãy tự đọc lại các bài thơ bằng tiếng Anh ở trong bài đọc hôm nay chúng ta đã học nhé. Các em không cần phải đọc nhanh, chỉ cần đọc chậm là được. Và chúng ta hãy cứ luyện tập lại nhiều lần thêm nhé. Ok. Bye. See you later.